Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử đồng chí Đỗ Tiến Sĩ. Đồng chí Đỗ Tiến Sĩ sinh năm 1965 tại xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, là một chính trị gia người Việt Nam, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, bí thư tỉnh ủy Hưng Yên. Về sự nghiệp, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí đã được bầu giữ chức bí thư tỉnh ủy. Đồng chí từng đảm nhiệm các chức vụ chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm, Hưng Yên, bí thư huyện ủy Văn Lâm, phó ban tổ chức tỉnh ủy, trưởng ban dân vận tỉnh ủy Hưng Yên, phó bí thư thường trực tỉnh ủy Hưng Yên. Ngày 8 tháng 12 năm 2015, tại kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 15 đã bầu bổ sung đồng chí Đỗ Tấn Sĩ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2011-2016. Ngày 29 tháng 6 năm 2016, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với đồng chí Đỗ Tiến Sĩ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.